Thưa quý vị và các bạn, sinh ra trong một gia đình có truyền thống bốn đời làm nghề thuốc đông y, ngay từ nhỏ, lương y Nguyễn Trần Chuyển ở thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ đã có những hiểu biết sâu rộng về y thuật. Không chỉ nổi tiếng với nhiều bài thuốc gia truyền đặc trị các bệnh u hạch mà ông còn được nhiều người biết đến bởi là người có tấm lòng y đức, thường xuyên khám chữa bệnh và bốc thuốc miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Ngôi nhà trong con ngõ nhỏ của Lương Y Chuyển mấy chục năm nay đã trở thành địa chỉ quen thuộc được những bệnh nhân có các khối u hạch tìm đến. Cô Nguyễn Thị Hoa ở thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bản, tỉnh Lào Cai là một trong rất nhiều bệnh nhân được ông điều trị. Tháng 5 năm 2016, cô Hoa đi khám ở Bệnh viện K Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Kết luận bị ung thư biểu mô tuyến vú trái, tuyến vú bên phải, không loại trừ ung thư. Sau khi được bạn bè giới thiệu, cô tìm đến Lương Y Chuyển điều trị bằng phương pháp đắp cao và uống thuốc nam. Sau 10 tháng đi khám lại, các bác sĩ viện K kết luận hiện khối u của cô chỉ còn là nghi ngờ bị ung thư. Tôi đi khám ở bệnh viện tỉnh, thế mà bệnh viện K thì bác sĩ đều tư vấn là nhập viện điều trị để mổ. Quá trình điều trị 10 tháng ở đây thì bệnh của tôi có nghĩa là cũng tiến triển ngoài sự mong đợi. Cũng như cô Hoa, anh Lê Văn Nhiễu, thôn Mễ Hạ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, được các bác sĩ bệnh viện K Hà Nội chẩn đoán bị hạch đáy phổi trái. Sau khi nhận được kết quả, anh cũng đến nhờ lương y thăm bệnh. Có người mách sang thầy Chuyển này, là bốc thuốc, uống. Tôi uống được một tháng sau, tôi khám lại. Thì là người ta bảo là cũng giảm được một phần của tôi là 3 phân, bác Chuyển nhiệt tình giúp chữa và cho bệnh nhân. Hơn 40 năm hành nghề, lương y Nguyễn Trần Chuyển đã khám và bốc thuốc chữa bệnh cho hàng ngàn bệnh nhân. Bà con tìm đến ông bởi bài thuốc hay trị dứt bệnh lại không phải băn khoăn lo lắng đến chuyện tiền nong. Lương y Nguyễn Trần Chuyển chia sẻ, với ông chữ tâm, chữa bệnh cứu người phải được đặt lên hàng đầu. Do vậy, ông luôn sẵn sàng chữa từ thiện cho những gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi là quê ở Yên Mỹ, thì quê hương của Hà Thượng An Ông. Trên là 8 điều cách ngôn và 9 điều y đức của cụ dạy, chúng tôi bao giờ phải khắc sâu trong lòng. Làm người thầy thuốc bao giờ phải lấy cái đức làm đầu.